với cái lóc thì người ta máy chạy sẽ là 90 giây, chúng ta hãy cùng cài đặt lên. Chúng ta có thể nhấn các nút này để tăng giảm thời gian, và đây là tôi đã cài đặt là 90 giây. Thì sau khi hết 90 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động. Tiếp đó thì chúng ta sẽ nhấn công tắc cho máy hoạt động để đánh loại cá. Rồi, sau khi kết thúc 90 giây thì máy sẽ hoạt động, và bây giờ chúng ta cùng mở cửa xả và nhấn công tắc để cho đẩy cá ra. Của chúng ta sau khi dùng máy đánh loại cá Takeo TK500, cá rất là sạch vảy. Mình sẽ đánh loại cá rô đồng cá vào. Đóng chặt cửa vào và bấm công tắc để cho máy chạy. Vâng, sau khi kết thúc 60 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động, và chúng ta cùng nhấn nút để đẩy nó ra. Sau khi các bạn mở nắp này, bây giờ chúng ta sẽ đánh 7 cá diêu hồng. Trọng lượng ở đây là 5 kg. Chúng ta cho cá vào máy. Đối với cá diêu hồng thì chúng ta sẽ cài đặt thời gian lên là 60 giây và nhấn công tắc để cho máy chạy. Cá vẫn đang còn sống và hết sạch vảy nhớt từ hai bên và các kẽ vây, kể cả trên đầu cá, rất là khó đánh, cũng đều đánh được sạch hết ha. Một mẻ cá sẽ đánh được từ 10 đến 15 kg nha các bạn. Hôm nay chúng ta test thì test 5 kg. Cá rô phi. Khi đưa vào, cá rô phi còn đầy đủ vây vảy chi tiết. Rồi. Rồi. Dạ. Cá rất là sạch ạ. Không còn một chút vảy, không còn một chút nhớt nào. Công tắc để máy chạy. Còn đây máy sẽ tự động ngắt, và đây là quả của máy đánh loại cá. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút cho cá ra. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới.
hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con. À, đây là thành phẩm sau khi chúng ta test chiếc máy Dagio TK500, chiếc máy đánh bẫy cá chuyên dụng dành cho nhà hàng và quán ăn.